Chào các bác nha, chào anh em trong hội nuôi ong nhá, shop Tân Ánh Ngọc Ánh, nhà Nam Tuyên, Bắc Giang. Trong clip hôm nay xin giới thiệu với anh em một cái xưởng đóng thùng ong, đóng cầu ong mà shop mới liên hệ hợp tác nhá. Giới thiệu với các bác đó là xưởng mới, shop mới liên hệ hợp tác. Các bác yên tâm là hàng lấy từ xưởng đóng thùng này ấy, thì chia sẻ thêm cho các bác, chủ của xưởng đóng thùng này cũng là một trong những bác nuôi ong chuyên nghiệp. Đấy, nuôi ong chuyên nghiệp. Như đây là những cái lô thùng cũ của nhà này. Lô thùng cũ của nhà này. Đấy. Có nghĩa là bản thân là một người thợ nuôi ong. Đây, vừa rồi lúc sáng tôi vào thì anh còn đang tiến hành hàn chân tầng này. Hàn chân tầng này. Đấy. Thì bản thân là một người thợ nuôi ong, khi đóng ra những chiếc thùng ong, cầu ong thì là bảo cho các bác với cái độ là chất lượng tốt nhất và những cái quy cách chuẩn nhất, thuận tiện nhất cho anh em nuôi nhá. Đây là hôm nay là tôi đang vào xưởng để tôi nhập cái lô hàng cầu ong và thùng ong. Anh em mới đánh xe đến buổi sáng đây. Đây lô cầu ong này, lô thùng ong này. Thế còn hiện tại giờ thì xưởng còn đang gia công một lô cầu ong. Ví dụ như đây là cái chân cầu. Cái chân cầu này. Bên này là máy này. Em quay này. Đây nha các bác nhé. Đây là hệ thống chân cầu. Chân cầu này là bằng gỗ sấu này, bằng gỗ sấu, độ cứng rất là tốt. Nói chung là toàn bộ đều được bào nhẫn hết nhé. Có bào nhẫn, có trà nhẫn đấy, có trà nhẫn. Thế đây tôi giới thiệu cụ thể cho các bác về cái lô cầu ong và thùng ong đợt này nhé, cung cấp cho các bác này. Đây là cầu ong này. Về quy cách của nó, cái trên này sẽ bằng gỗ xoan, đảm bảo cho các bác thẳng này. Còn hai cái chân này là bằng gỗ xấu thì độ cứng, độ dai sẽ tốt hơn. Khi các bác căng cái dây thép vào đây ấy, là nó không bị lún nhiều nhá. Và cái dưới này cũng là bằng xoan. Đây các bác nhìn này, nói chung là tất cả đều được trà, có nghĩa là mình trà sơ một lượt cho nó hết cái tôm xước, hết cái tôm là xẻ đi, trà sơ một lượt thôi là nó không bị tôm, không bị xước nữa. Nhưng còn nói là để mà nhẫn bóng như là cái đồ kỹ nạ, đồ bàn ghế thì cũng không cần thiết. Nói chung là có trà, nếu không trà thì nó sẽ rất là bẩn, nó có nhiều rác. Đây là có trà sơ một lượt cho các bác nhé, có trà sơ một lượt này. Và toàn bộ hệ thống cầu này thì là đều có rạch rãnh hết nhé, làm đúng các tiêu chuẩn thông số rạch rãnh này. Đấy. Khoan lỗ rất là nhỏ. Và thứ hai nữa là các bác quan sát này, phần liên kết cái xà dưới với lại hai chân nhé. Hai chân là bằng đinh, và một cái đinh luôn, đinh to. Và đinh này là mình có khoan mồi trước xong mình đóng vào để nó chống vỡ, chống nứt. Thế còn một số cái lô hàng khác ấy, chỗ xưởng khác ấy, thì họ sẽ bắn bằng cái đinh ở súng. Bắn đinh súng vào thì nó hay vỡ và độ chắc nó không tốt. Đây, giới thiệu các bác chủ xưởng đóng thùng ong mới về nhá. Đây, bác mới đi thăm ong về. Thì đây là shop mới liên hệ với xưởng mới nhá. Thế đây là về cầu ong. Thế còn đây là ván ngăn nhé, ván ngăn. Đây, quy cách đóng ván ngăn này cũng rất là đẹp, rất là kỹ. Đây. Ván ngăn ấy thì mình thường là mình sẽ ghép hai tấm vào với nhau, ghép hai tấm, tấm trên và tấm dưới này. Nhưng mà hai tấm này ghép với nhau ấy thì là ghép theo độ rất là im, có cái nẹp hai bên này, hai bên để hai nẹp, hai nẹp chống vênh báo nhá, chống vênh, đinh rất là chắc chắn. Đấy. Và tất cả các ván ngăn các bác xem này, nói chung là đều được trà nhẫn, đào được trà nhẫn một lượt. Nói tóm lại là có trà. Đấy, nếu mà ván không trà nó rất là nhơm nhở, nhưng mình trà một lượt sơ để cho nó phẳng phiu. Đây các bác xem cả một cái hàng đào nhau dần chặn luôn, toàn bộ quy cách như vậy. Thì cái ván ngăn này là khi các bác mua thùng nhá, mua thùng nó sẽ được tặng theo cái ván ngăn này. Thì hôm nay giới thiệu cho các bác về cái lô thùng này, lô thùng nhập đợt này nhá. Đây. Đấy. Cái này đóng theo đúng quy cách chuẩn của nuôi ong nội, đó là 42 này, 26 này. Đây, các bác nhìn này, đinh toàn đinh 7, đóng cực kỳ chắc chắn luôn. Và ván thì nó sẽ đạt được khoảng phân 7 đến phân 8, và mặt ngoài thì có bào nhẫn hết cho các bác nhé, có trà nhẫn hớn luôn. Đấy, trà nhẫn này. Thế còn về chất liệu gỗ của lô thùng này ấy, cái gỗ này gọi là gỗ kháo, gỗ gáo nhé. Đấy, gỗ gáo. Còn nắp thì bằng gỗ xoan, nắp bằng gỗ xoan này. Nói chung là cũng tùy, ví dụ như là nắp xoan này, đai có thể là xoan này,
cái cửa ấy, cái cửa này là bằng xoan này. Thế còn riêng là phần nắp trên, phần nắp trên ấy thì sẽ là bằng gỗ gạo để đảm bảo cho cái yếu tố là nó nhẹ cho các bác nhé, gỗ gạo này. Mà ván là ván một tấm, ván một tấm. Thế còn những cái thành này có thể mình bổ sung thêm xoan, nói chung là tùy, không nhất thiết là một loại ván đâu. Đối với thùng ong mà đóng bằng gỗ xoan thì là cực kỳ rồi, cái gỗ xoan đấy còn đắt tiền hơn các gỗ khác cơ. Thế còn về quy cách ghép ấy, thì khi các bác nhìn sơ như này thì toàn bộ nó là một miếng, gọi là một tấm liền đấy. Thế nhưng mà có miếng đủ, có miếng thiếu. Ví dụ như miếng bên này sẽ là miếng đủ hết này, cả một tấm liền này. Thế còn ví dụ như cái này thì nó sẽ thiếu một chút. Thì thợ ghép rất là tinh tế các bác nhé. Ghép ở cái điểm giữa cái nai này, giữa cái nai này, ở phần trên này. Nói chung là ghép phần trên này khoảng 4 đến 5 phân. Và khoan mồi đóng đinh sâu xuống, đảm bảo các bác độ chắc chắn cực kỳ. Thế còn khi mà các bác đóng cái nắp này vào, đóng nắp này vào đưa lên như này, thì hoàn toàn đó là gọi là thùng ván một tấm, không có lộ, không có ghép ngang đây nhé, không có lộ nhé. Đấy, cái gỗ này, gỗ kháo này thì là được phơi khô kiệt gáo. Rồi gáo. Gỗ gáo ạ. Đấy, đấy gỗ gáo này là được phơi khô kiệt rồi, đảm bảo cho các bác là hầu như là không có mọt, không có mọt nha các bác nhé. Thế đối với đồ thùng này thì cực kỳ là tuyệt vời rồi. Thế còn phần đáy thì ghép theo góc N này, có bôi keo này, rất là chắc chắn. Đấy. Thì em cho các bác xem kỹ luôn. Hầu như là đào nhau chẩn chận, rất là đẹp này. Cửa thông thoáng này. Đấy. Thế cái này thì tôi giới thiệu sơ thôi. Để đến hôm nay bà bên shop thì tôi sẽ quay cái video chi tiết cụ thể hơn để giới thiệu cho các bác kỹ hơn về cái thùng này. Nhưng mà cơ bản là như vậy nhá. Thùng ong, cầu ong. Thế cái này các bác hoàn toàn yên tâm là nhập hàng từ xưởng đóng thùng trực tiếp, và chủ xưởng ở đây cũng là một thợ nuôi ong chuyên nghiệp. Thì cái này gọi là tạo thêm công ăn việc làm thêm về môn đóng thùng để giúp và phục vụ anh em thực tế nuôi luôn nhé. Hàng thì luôn luôn là ship xe ra đi toàn quốc các bác nhá. Các bác mua một thùng cũng gửi, 10 cầu cũng gửi nhá. Cái alo trực tiếp là sẽ có hàng đến tận nhà, được bóc hàng ra xem và kiểm tra mỗi một thùng ong như thế này. Đấy, theo quy cách chuẩn nhá. Và được tặng thêm một cái miếng ván ngăn. Đấy, ván ngăn này các bác nhìn thấy nó đẹp, nó sướng chưa. Đấy, nói chung là cái gì cũng rất là kỹ cầu kỳ. Nhưng ván ngăn bình thường là nó không có trà, nó nhôm nhem và không có nẹp, hai bên này là rất là dễ cong dễ vênh. Nói chung là cái này thì đảm bảo cho các bác nào mà khó tính nhất nhận được cái hàng này cũng ưng ý và hài lòng, không phải suy nghĩ nhé. Rồi, mọi thông tin thì liên hệ trực tiếp với số điện thoại trên màn hình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bác trong video clip sau nhé.